Hồi sáng anh đi đâu? Anh đi chợ má anh đi bơi. Anh nói có hẹn rồi mà má anh đâu có tin được. Có thiệt không đó? Ừ. Đưa vé hồ bơi đây coi. Em bị ngáo hả? Vé hồ bơi chứ có phải vé số kiên thiết đâu mà giữ. Anh chở má anh đi bơi thiệt mà. Má của anh chân dài quá ha. Mà bây giờ hồ bơi người ta để trong bệnh viện Từ Dũ hả? Mai quẩn chở em vô trỏng bơi nha. Thì anh chở nhỏ bạn đi khám thai thôi mà. Gì mà em làm dữ vậy hả? Anh tưởng em không biết anh đi chở con Lú lẳng lơ hả? Ừ. Giờ để em gọi cho con Lú là biết liền à. Alo Lú hả mày? Nghe đồn mày có bầu hả? Chết chả, chụp hụt rồi. Chụp không được mà còn bày đặt làm giống như trong phim nữa chứ. Bể cha cái điện thoại rồi, khỏi chụp tự sướng luôn. Quê, chờ anh với. Có chuyện gì lớn lâu đâu chứ hả? Em giận rồi. Từ từ cháu nó cũng nhừ thôi. Hư thì đi sửa, có gì đâu mà em làm mặt lớn mặt nhỏ với anh chị à. Tan ca mình lên tiệm Nghĩa Phước ở Lê Văn Sĩ sửa. Anh trả tiền cho. Anh làm hư thì anh trả là đúng rồi. Anh trả tiền cho anh làm hư em nghe. Em là chuyên gia thiến heo đó. Lãm nhảm hồi thành thái giám đừng nói sao xui đó nghe. Giờ có chịu nói đàng hoàng cái chỗ sửa mặt kính hay không? Thầy mặt kính hochiminh.vn, chuyên sửa liệt cảm ứng, iPhone, Samsung, màn hình cong đồ sửa được hết á. Rồi có được bảo hành không? Sửa xong được bảo hành 1 năm luôn. Nhưng mà không được. Điện thoại của em là hàng Trung Quốc chính hãng lần đó. Lỡ đi sửa người ta thay đồ dởm thì sao? Ai biết được. Tào lao xăm bí đao đi ha. Bây giờ em biểu anh làm gì cho em hết giận anh làm liền á. Em làm nghề gì thì trút giận bằng nghề đó. Giờ em đi lấy lưỡi lam. Hồi sáng má anh kêu anh chút về chở má anh đi tập tạ. Anh đi trước nha. Vĩnh biệt. Back again.